Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay, mình sẽ quay trở lại với các bạn trong series bài viết đầu tư cơ bản. Hôm nay sẽ là phần 11, xác định kỹ năng đầu tư như thế nào. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với nội dung chính của bài viết ngày hôm nay nhé. Thông thường, khi cân nhắc về kỹ năng của một nhà đầu tư, thông tin đầu tư chúng ta tìm kiếm là tỷ suất lợi nhuận gần đây nhất của người đó như thế nào. Như một bản năng tâm lý gần như vô hình, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng kết quả cuối cùng của một quyết định chính là thước đo xác định cho chất lượng của quyết định đó. Nếu như kết quả khả quan, quyết định đưa ra được cho là chính xác. Nếu như kết quả không như mong đợi, chúng ta cho rằng người đó đã mắc sai lầm trong việc đưa ra quyết định. Đây là một thói quen phổ biến và gần như nếu không suy ngẫm một cách sâu sắc về hành vi này, ta sẽ không nhận thấy bất kỳ vấn đề nào trong việc gắn liền chất lượng kết quả của một quyết định với chính chất lượng của quyết định đó. Suy cho cùng thì vẫn rất khó để tranh cãi với một người đang đưa ra những quyết định ngu ngốc, nhưng kết quả lại dường như đang thể hiện điều ngược lại. Tuy nhiên, đối với những cá nhân mà công việc của họ gắn liền với một môi trường mà bất định luôn đóng một vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của họ, họ luôn hiểu một nguyên tắc cực kỳ quan trọng rằng kết quả cuối cùng của một quyết định không hề tiết lộ bất cứ điều gì về chất lượng của quyết định đó. Những nhà đầu tư thông minh là những người đủ sâu sắc để hiểu rằng chất lượng của kết quả và chất lượng của quyết định không hề tương đồng với nhau. Trong thực tế, những quyết định chính xác lại có kết quả tệ hại, cũng như những quyết định ngu xuẩn lại thường đưa ra những kết quả tuyệt vời luôn hiện hữu khắp nơi. Điều quan trọng là ta phải có đủ khả năng để phân biệt giữa kỹ năng và may mắn. Nếu như mọi việc không hề đơn giản như cách ta vẫn thường nghĩ trong môi trường đầu tư, làm thế nào để ta xác định một cách chính xác ai là người thực sự sở hữu kỹ năng đầu tư? Kỹ năng và may mắn. Trong đầu tư, không có bất cứ việc gì nhà đầu tư có thể làm, cho dù bạn có thật sự tài giỏi đến đâu, có thể mang lại cảm giác chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ diễn biến đúng như những gì bạn dự tính. Sự bất định cũng như tính ngẫu nhiên của các sự kiện trong tương lai luôn là một hằng số không bao giờ thay đổi trong môi trường đầu tư. Điều này đặt ra một câu hỏi cực kỳ quan trọng cho nhà đầu tư, đó là nếu như ảnh hưởng của sự bất định trong tương lai không thể tránh khỏi, vậy thì làm thế nào để ta biết rằng kết quả khả quan mà ta có được thực sự đến từ kỹ năng đầu tư, chứ không phải là do may mắn? Theo lý thuyết, kỹ năng đầu tư có thể dễ dàng phân biệt hơn rất nhiều nếu như ta có một tập mẫu thử đủ lớn cho từng trường hợp đầu tư riêng biệt. Giả sử, ta đang có một nhà đầu tư đang cân nhắc đầu tư vào công ty X. Hãy giả định rằng anh ta có thể nhân bản trường hợp này lên 100 lần và sau đó theo dõi kết quả tương lai của tập mẫu này sau khi nhà đầu tư đã quyết định rót tiền vào công ty X. Giả sử kết quả quan sát được chia thành hai tình huống sau đây. Tình huống A ấy, 90 lần kết quả khả quan, 10 lần kết quả tiêu cực. Sau khi phân tích tập mẫu thử của kết quả tiêu cực, ta nhận thấy rằng những yếu tố nằm ngoài sự kiểm soát của nhà đầu tư đã diễn ra ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp X một cách tiêu cực. Tình huống B, 80 lần kết quả tiêu cực, 20 lần kết quả khả quan. Sau khi phân tích tập mẫu thử của kết quả khả quan, ta nhận thấy rằng những sự kiện tương lai nhà đầu tư vốn dĩ không hề nghĩ tới khi cân nhắc đầu tư đã diễn ra và điều này đã thay đổi triển vọng tương lai của doanh nghiệp X theo hướng hoàn toàn có lợi. Trong tình huống trên, nó khá rõ ràng kỹ năng đầu tư chỉ xuất hiện trong tình huống A. Nhưng hãy giả sử nhà đầu tư trên nhận được kết quả tiêu cực trong tình huống A, xác suất là 10%, hoặc là nhận được kết quả khả quan trong tình huống B, xác suất là 20%. Thật khó để mà nhà đầu tư trên không cảm thấy ngu ngốc trong tình huống A, cũng như cảm thấy thông minh tuyệt đỉnh trong tình huống B. Như một thói quen quá đỗi quen thuộc, ta luôn tương đồng hóa chất lượng của kết quả và chất lượng của quyết định mà không bao giờ suy xét sâu về cái quá trình đưa ra quyết định đó. Thế giới này ngập tràn những người sử dụng kết quả cuối cùng của một quyết định để làm thước đo duy nhất cho chất lượng của quyết định đó. Đây là một trong những cái bẫy phổ biến nhất khi ta phải đánh giá chất lượng của một quyết định, đặc biệt là trong môi trường đầu tư, khi yếu tố bất định luôn là một hằng số không đổi ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ suất lợi nhuận. Thật sự rất khó để phân biệt đâu là kỹ năng, đâu là may mắn, khi cả kỹ năng và may mắn đều đóng một vai trò nhất định ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của mọi quyết định đầu tư. Kỹ năng đầu tư đến từ đâu? Kỹ năng đầu tư hay thường được giới tài chính gọi là alpha, thông thường cái gì đó ngầu ngầu, bất kể lĩnh vực gì đó, là mặc định được gắn cái mác alpha. Hiểu một cách đơn giản là kỹ năng đánh bại thị trường trong dài hạn của nhà đầu tư. Hiệu suất của thị trường được chọn làm tiêu chuẩn để so sánh là vì nhà đầu tư có thể dễ dàng mô phỏng lại hiệu suất thị trường một cách gần như tuyệt đối bằng hình thức đầu tư thụ động vào các quỹ chỉ số index fund hoặc là ETF.
nếu như bạn không cần phải làm gì nhiều để có thể có được hiệu suất chung của thị trường. Đánh bại thị trường là điều kiện bắt buộc bạn phải thực hiện để chứng minh công sức bạn bỏ ra trong suốt quá trình đầu tư chủ động là hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng những nhà đầu tư sở hữu alpha luôn rất hiếm trên thị trường, đặc biệt là sau khi hiệu suất lợi nhuận đã được trừ đi thuế và phí giao dịch. Trong giới kinh tế học, alpha được cho là không thể tồn tại do giả định thị trường hiệu quả là nền tảng của mọi lý thuyết đầu tư. Do thị trường được giả định là mức giá luôn thể hiện đúng giá trị thật của doanh nghiệp, lợi nhuận hay thua lỗ của nhà đầu tư hoàn toàn đến từ những chuyển động ngẫu nhiên của thị trường. Do đó, để có mức hiệu suất tốt hơn thị trường trong một thời gian dài là không thể. Thuyết này đồng ý rằng sẽ luôn có một người có thể sở hữu mức hiệu suất tốt hơn trong thị trường ngắn hạn, nhưng nó luôn khẳng định rằng đó chỉ hoàn toàn là do may mắn, và điều này không thể tiếp tục liên tục trong dài hạn. Kết luận hiển nhiên từ giả thuyết này là bất kỳ nhà đầu tư nào tham gia trên thị trường, cho dù người đó có là tiến sĩ kinh tế hay một con khỉ đột nào đó, đều không thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả đầu tư cuối cùng và chỉ có thể phó mặc hoàn toàn vào sự thương xót của thị trường. Kỹ năng đầu tư đơn giản là không thể tồn tại trong một thị trường hiệu quả. Nếu bạn đọc là một người đã theo dõi series đầu tư từ đầu, chắc là bạn cũng sẽ hiểu rằng người viết luôn có một suy nghĩ khá phức tạp về lý thuyết của thị trường hiệu quả. Lý thuyết này không thể phủ nhận một cách hoàn toàn, nhưng cũng không nên được đồng tình một cách mù quáng. Quả thật là rất khó để đánh bại thị trường. Lý do mà các quỹ chỉ số index fund ngày càng trở nên phổ biến trên thị trường thế giới là vì ngày càng có nhiều nhà đầu tư hiểu rằng đánh bại thị trường không phải là một việc đơn giản như họ vẫn lầm tưởng. Nhưng điều đó không có nghĩa là alpha không tồn tại trong thế giới đầu tư. Những người sở hữu alpha thực sự hiếm trong môi trường đầu tư. Vì thế, ta luôn phải cảnh giác với những người cứ làm ra vẻ họ đang sở hữu alpha. Một quan điểm mà người viết cảm thấy rất hữu ích là chúng ta nên mặc định rằng tất cả những người mà ta biết đang đầu tư vào thị trường chứng khoán đều không có khả năng đánh bại thị trường cho tới khi có bằng chứng thuyết phục chứng minh điều ngược lại. Bằng chứng thuyết phục ở đây là người đó phải sở hữu một thành tích liên tục vượt trội so với thị trường trong một khoảng thời gian đủ dài, thường là ít nhất là phải trên 5 năm, để dữ liệu đó trở nên đáng tin cậy. Hiệu suất đáng kinh ngạc trong một khoảng thời gian ngắn là điều cực kỳ phổ biến trong một môi trường đầu tư. Vì thế, chúng ta cần phải học cách phân biệt giữa những nhà đầu tư alpha thực thụ với những người đơn giản là đang cưỡi sóng mà không mặc quần. Một trong những khó khăn lớn nhất trong việc xác định alpha là yếu tố bất định. May mắn luôn tồn tại trên thị trường. Một cách thực tế nhất, mọi kết quả đầu tư đều sẽ phải chịu ảnh hưởng bởi hai yếu tố, kỹ năng và may mắn. Và mỗi khoản đầu tư khác nhau thì sẽ có mức độ ảnh hưởng khác nhau giữa hai yếu tố trên. Khi đã hiểu rằng mọi kết quả đầu tư đều có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp từ yếu tố may mắn, ta có thể thấy rằng việc sử dụng kết quả đầu tư như là thước đo duy nhất cho chất lượng của quyết định đầu tư có thể trở nên nguy hiểm đến như thế nào. Ta có thể học những bài học sai lầm và nguy hiểm trong đầu tư nếu ta chỉ chú ý đến những khoản đầu tư sinh lời và bỏ qua những khoản đầu tư thua lỗ. Tạo ra giá trị. Một cách đơn giản, giá trị của một nhà đầu tư chủ động nằm ở việc tạo ra alpha, khả năng đánh bại thị trường trong dài hạn. Nhưng đánh bại thị trường thực sự có ý nghĩa ra sao? Hầu hết mọi người đều chỉ nghĩ về đánh bại thị trường thông qua việc có tỷ suất lợi nhuận hơn tỷ suất chung của thị trường. Họ quên rằng alpha cũng tồn tại trong việc ngược lại. Mức độ sụt giảm danh mục thấp hơn so với mức độ rớt giá chung của thị trường. Một cách khác để suy nghĩ về alpha là câu hỏi cơ bản mà nhà đầu tư nào cũng nên tự hỏi bản thân. Lợi thế cạnh tranh của bạn nằm ở đâu? Nếu bạn cũng sở hữu những thứ mà đám đông đang cùng sở hữu, tại sao bạn nghĩ rằng mình xứng đáng có hiệu suất alpha? Tác giả Nassim Taleb trong quyển sách Skin in the Game có một mô hình mà người viết cho là tốt nhất để suy ngẫm về lợi thế cạnh tranh trong tất cả những tình huống có thể xảy ra trong cuộc sống. Ông vốn là dân trade các quyền chọn mua bán trên thị trường và đã dùng kiến thức về thị trường này để phổ quát hóa về lợi thế cơ bản của quyền lựa chọn từ các lĩnh vực khác trong cuộc sống. Trong thế giới tài chính, khi bạn cho rằng cổ phiếu của một công ty X có khả năng tăng cao trong tương lai nhưng mà bạn không sẵn sàng chấp nhận rủi ro để mua một số lượng cổ phiếu nhất định, bạn có thể mua quyền chọn mua của công ty đó như một lời cam kết giữa người mua và người bán sẽ thực hiện giao dịch mua cổ phiếu của công ty X tại mức giá A trong một khoảng thời gian được cố định trước. Khi bạn là người mua quyền chọn, cái bạn có chính là sự lựa chọn trong việc bạn có muốn thực hiện quyền mua của mình hay không. Nếu như tương lai diễn ra như bạn dự tính, bạn sẽ thực hiện quyền mua của mình. Dĩ nhiên là bạn có thể bỏ qua nếu như diễn biến tương lai không có lợi. Bạn là người có quyền đưa ra sự lựa chọn. Người bán quyền lựa chọn cho bạn là người có nghĩa vụ phải thực hiện cam kết nếu như bạn thực hiện quyết định quyền của mình. Dĩ nhiên là trong môi trường đầu tư, ai cũng thấy có quyền lựa chọn như thế là một lợi thế to lớn,
nên phải có một mức phí đi kèm người mua quyền chọn phải bỏ ra trên thị trường để bù lại những rủi ro cho người ở bên kia của đầu giao dịch. Về cơ bản, ý tưởng của Nassim Taleb xoay quanh khái niệm bất cân xứng. Người mua quyền chọn có quyền thực hiện sự lựa chọn nếu như tương lai có lợi, trong khi người bán có nghĩa vụ thực hiện cam kết như trên. Một bên sở hữu sự lựa chọn, một bên có nghĩa vụ phải thực hiện cam kết. Sự bất cân xứng thuần túy mà bạn có thể thấy. Do quyền chọn trên thị trường tài chính thể hiện mức độ bất cân xứng trong lợi ích cơ bản một cách hiển nhiên, do đó nó cũng được định giá khá hiệu quả. Đơn giản là vì ai cũng nhận thấy rằng sở hữu lựa chọn luôn là một lợi ích to lớn. Tuy nhiên, ngoài lĩnh vực tài chính, sự lựa chọn không được định giá một cách rõ ràng, do đó ta có thể quan sát được những ảnh hưởng quan trọng từ sự bất cân xứng có được khi sở hữu sự lựa chọn trong cuộc sống. Lấy ví dụ ngoài đời sống, một cách hiểu khác về tiền chính là sự lựa chọn thuần khiết nhất. Nếu như mục đích sống của bạn chỉ là kiếm càng nhiều tiền càng tốt, thì người viết thực sự cảm thấy đó là một mục đích vớ vẩn nhất mà bất kỳ ai sống trên đời này có thể có. Tiền chỉ là sự có ích cho bạn nếu như bạn biết rõ tiền sẽ giúp bạn đạt được những mục tiêu gì trong cuộc sống. Tiền là sự hiện thân của một sự lựa chọn tinh tế nhất. Những người càng sở hữu nhiều tiền là những người càng có nhiều sự lựa chọn mà họ có thể theo đuổi trong cuộc sống. Tiền có ích cho cuộc sống của bạn nếu như bạn biết rõ rằng mình sẽ sử dụng nó như thế nào. Nếu như tiền chỉ đơn giản là mục đích cuối cùng cho cuộc đời bạn, bạn sẽ có một cuộc sống bất hạnh. Bất hạnh và cô đơn tột cùng là thứ mà bạn sẽ có được khi tiền là kim chỉ nam thúc đẩy toàn bộ cuộc đời của bạn. Đừng nghĩ về tiền như thể nó là mục đích cuối cùng của mọi công việc mà bạn làm. Hãy nghĩ về nó như một công cụ để giúp bạn đạt được những mục tiêu quan trọng khác cho cuộc sống. Kỹ năng đầu tư hiểu theo nghĩa rộng nhất là khả năng tạo ra sự bất cân xứng về hiệu suất đầu tư trên thị trường. Do kỹ năng đầu tư phải được tính theo mốc thời gian dài hạn, một năm đầu tư với tỷ suất lợi nhuận vượt trội so với thị trường là một việc hoàn toàn bình thường. Một nhà đầu tư alpha thực thụ là khi họ sở hữu sự bất cân xứng trong một khoảng thời gian đủ lâu để trở thành dữ liệu đáng tin cậy. Trong hành trình đầu tư gian nan của mình, nhà đầu tư nên học cách để nhận biết sự bất cân xứng trên thị trường. Và ở đó bạn tìm thấy những cá thể hiếm hoi của thế giới, nhà đầu tư alpha. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là Peanut. See ya!